sáng này ra các bác nhá. Đấy. Bốn con sẻ đồng nghịt các bạn. Mưa thế này tầm tã thì các bác vẫn đến với em đồng nghịt cho vậy các bạn. Bên em thì luôn luôn nóng các bác nhá, luôn luôn. Đấy, các bác cứ thích vào bên trong này, trà thuốc lào. Và các sản phẩm bên em sẽ chuẩn bị tiếp tục đóng một cách gọi là cực kỳ là nhiều, rực rỡ để trả đơn các bác. Và xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.